Hello everyone, welcome back to my channel. Start scale go, baby Angelo. Okay, let's go. Line one. Line two. Continue reading, đó là phải đọc quyển sách tiếp theo. Oh my god. Thank you.
Rồi và mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo, Subway Surfer. Thank you.
GTA, LSC. Let's go. So there he is, huh? Hey. I got you a nice little place. This is it, Tony. Home sweet home. Take me to my place. Apartments cost money. Hey, I nearly threw up my lunch. Boom, I got a trooper song. Còn xe cảnh sát ở đây thôi. Rồi mình sẽ đi xe máy vậy. Ok.
can hear from you need up. A new car anyway. Oh, man. I don't feel too good. I think I might have a fever or something. Listen, man. I told you the other day. Taxi's don't go for the Leone's deal. It's not going to be here. If I go back there, I'm a dead man. Sure. I'm telling you, man. Sadako's a dealing. Watch it. That's not a scene. So, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, GTA 3. Let's go. Start game. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Okay. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger closed. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Ở đây các bạn sẽ được thưởng 1.500 tiền. Khi đó thì các bạn có thể mua cho mình một chiếc xe ô tô và có thể mua cho mình một ngôi nhà. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. GTA Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out.
deep down, they know I'm the man. You're ruining the ambience. Tommy! Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Don't make a big deal out of it. Get some. I go in big speed mode today. Mình đi bị kính săn đây. Oh my god. Chạy nhanh thôi. Tiếp tục là GTA S này. Let's go. Just get really ugly. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up.
drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in and keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Your piss stain, stop! Takes you back some, huh, CJ? Yeah! Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. Get so bad. I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Whoa! Ah! CJ, you can't keep up with the fat man. Oh my gosh. Come on, man, you gotta keep up. Okay, so 发布到听闻一些圈上的个地条 ，Bye bye you。Đây các bạn sẽ lái một cỗ xe tăng.Đó thì sẽ tiêu diệt 10 người. Tiêu diệt những đối thủ của mình. Riêng ở trên xe tăng này thì các bạn đã bất tử. Nhiều nhiệm vụ khác nhau, các bạn có thể chọn cho mình những nhiệm vụ mà các bạn yêu thích, hoặc các bạn có thể chọn cho mình những nhiệm vụ hoặc là các bạn có thể phá đảo của tựa game này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Inside, Play the Inside.
Tựa game này có vẻ loát hơi lâu một chút nên các bạn đợi chút nha. Đấy là một trong những tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Cứ thế đi tiếp tục. Oh my god. Bị phát hiện rồi. Wow. So, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.